Trong kế hoạch tổ chức lại hoạt động tại phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận Hà Nội, không chấp nhận các sự kiện du lịch thể thao, sự kiện có tính chất quảng cáo hay là thương mại ở không gian này. Đây là kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương quản lý hoạt động, sự kiện tổ chức tại các không gian phố đi bộ thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương về việc sửa đổi quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm việc thống nhất này dựa trên nguyên tắc tạo sự đồng bộ hài hòa giữa các không gian phố đi bộ không tập trung tổ chức hoạt động sự kiện vào một địa điểm đảm bảo phù hợp với vị thế chính trị kinh tế xã hội và văn hóa quan trọng của trung ương thành phố